công thức chiên tổ tiên đấy, thì tôi đã học lớp rồi, và lớp 3 là nâng cao, lớp 3 mấy lần nâng cao tôi đều học hết. Trong mỗi một lần nâng cao học ấy, thì chú đều có cái công thức chiên tổ tiên. Thế thì tôi cứ băn khoăn là nếu như mà lần nào mình học mình cũng làm cái công thức chiên tổ tiên đấy, làm cái lễ đấy, thì có là quá không? Thế thế thì chú có nói là mỗi lần này cái tầng cái năng lượng nó, cái cấp năng lượng nó cao hơn thì tốt hơn, nhưng mà tôi thì tôi lại cứ cảm nhận là như thế thì sợ là mình lại cứ như là đẩy tổ tiên đi, mình đi khỏi đây đấy. Thế mà nếu mà tổ tiên mà đi về cái khối sáng kia thì có còn tiếp tục là theo dõi và hỗ trợ phù hộ cho các con có cháu không? Bởi vì chúng tôi là theo đạo Phật thì chúng tôi cứ có một cái gì khó khăn đấy là chúng tôi cứ xin xin tổ tiên, xin trời Phật là phù hộ cho để qua khỏi những cái này cái kia. Thế bây giờ sợ thì bây giờ về cuối sáng rồi thì tổ tiên có còn theo dõi con cháu để mà phù hộ không? Thế mà nếu mà phù hộ thì chú bảo cứ phù hộ con cháu thì rồi thì cái năng lượng sẽ mất thì mình sẽ lại từ giàu xuống nghèo. Thế bây giờ nếu mà về đấy tiếp tục phù hộ thì vẫn giữ được cái giàu, vẫn giữ được cái năng lượng của mình, hay là bị tụt năng lượng đi? Nếu mà tụt năng lượng thì chúng tôi lại xin phép và không dám xin nữa. Đấy, đấy là cái công thức tri ân tổ tiên thì xin chú giải thích cho. Về tri ân tổ tiên thì chị nghĩ như thế này thì nó sẽ hạnh phúc lắm. Thở ban đầu cha mẹ sinh con ra nuôi dưỡng lo lắng đủ hết, tốn biết bao nhiêu công sức. Rồi bây giờ mình lớn lên rồi mình lại bắt cha mẹ mình nuôi mình nữa sao? Mình phải báo hiếu chứ, phải không ạ? Mình phải báo hiếu ông bà tổ tiên mình phải cố gắng làm những điều tốt, những điều phước thiện, rồi mình mới có phước báo, rồi mình mới cầu nguyện, mình mới dâng những cái phước báo đó đến ông bà tổ tiên mình. Đây mới gọi là hiếu đạo đó. Thành ra chúng ta phải có một cái sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề ân tình ân nghĩa, chúng ta mới nắm được cái trọn vẹn một cái sự việc để chúng ta làm sao để chúng ta hạnh phúc, ông bà chúng ta hạnh phúc. Chứ là mọi mình ông bà cha mẹ mình nuôi mình lớn lên rồi là bỏ báo biết bao nhiêu công sức rồi, bây giờ mình lớn lên nữa mình cũng bảo ông bà ơi giúp con tiếp thì ông bà buồn lắm. Tại vì ông bà nói nuôi các con mà các con chưa trưởng thành, các con không biết tự tự phát triển, con không biết phát huy những cái bản năng của mình, và bây giờ cứ tìm cha tìm mẹ để ông bà để hỗ trợ giúp nữa thì ông bà sẽ không vui. Và chúng ta phải nghĩ rằng bao nhiêu năm cha mẹ ông bà vất vả nuôi con cái lớn lên, và khi chúng ta lớn lên rồi chúng ta phải trưởng thành, chúng ta phải biết tạo ra một cái giá trị cuộc sống như thế nào để chúng ta đền ơn đáp nghĩa cho ông bà của chúng ta. Đó mới là hiếu đạo, chị thấy có đúng không? Và ông bà khi mà thấy chúng ta được được mình gọi là được trưởng thành đó, được giàu sang phú quý, được hạnh phúc thì ông bà mới vui vẻ được, và ông bà chúng ta sẽ bước qua một chu kỳ tiến hóa khác, không còn nằm ở trong cái sự chi phối của cái đời sống vật chất này nữa, mà sẽ đi vào một cái thế giới tâm linh. Và khi thế giới tâm linh nhìn xuống đây thấy con cháu mình đều khỏe mạnh, đều hạnh phúc đầy đủ hết mà không bị khó khăn bởi cái đời sống vật chất này thì ông bà vui vẻ hạnh phúc lắm. Thì nếu ông bà mà sang thì ông bà gửi phước báo cho mình nữa thì cũng nhận đi, nhưng mà theo chú thì không nên nhận, tại vì ông bà cho mình nhiều á thì phước báo thì nó vơi đi, thì vơi đi thì ông bà mình nó sẽ không có đủ những cái phước báo để cho cái kỳ của mình gọi là tái kiếp sắp tới. Thành ra chúng ta phải phải thương kính trọng, và chúng ta phải mang cái giá trị lợi lạc đến cho ông bà tổ tiên mình, cũng như là chúng ta phải biết tạo phước báo để cho chúng ta được hạnh phúc và thế hệ, là bây giờ thế hệ con cháu nối tiếp nữa nè. Thí dụ bây giờ chị có con có cháu thì không lẽ rằng chị nói bây giờ con cháu để lại bà giúp mẹ giúp giúp chừng nào bà với mẹ không còn ở đây nữa thì thôi. Nếu mà cái tình thương mình rộng rãi vậy vẫn giúp được, nhưng mà biết đâu mình thấy hướng dẫn cho thế hệ con cháu mình nó có một cái trình độ sâu sắc hơn, nó hiểu biết hơn và nó phát triển tốt hơn mình. Đó là cái trách nhiệm bổn phận của ông bà khi chúng ta còn sống, thì chúng ta truyền lại cho hậu thế con cháu chúng ta một cái giá trị phẩm chất đạo đức
để nó sống, nó nên là một người tốt và nó mới được hưởng những cái ân huệ của các đấng thiêng liêng cao cả. Đó mới là nhiệm vụ của chúng bà tổ tiên chúng ta, cũng như là của chú bây giờ, của em bây giờ đi, bây giờ chị này, các chị trong đó. Chúng ta đến quả địa cầu này một thời gian là chúng ta cũng phải rời khỏi quả địa cầu này để chúng ta qua một cái chu kỳ tiến hóa mới. Không có gì phải lo lắng, là không có gì phải sợ sệt, nhưng mà mình sống làm sao mà mình vui vẻ, con cái mình vui vẻ và những người thân thương mình đều hạnh phúc hết, đó mới là ý nghĩa của cuộc sống. Chị yên tâm nha, đừng có xin ông bà nữa, mà bây giờ này là phải trả hiếu cho ông bà. Trả hiếu bằng cách là trả hiếu bằng cách là mình làm những cái điều thiện lành, mình thể hiện cái tình thương đó đến với những người xung quanh của mình, thì mình sẽ được nhận nhiều cái phước báo lắm. Và khi mình có được cái phước báo đó, mình cầu nguyện mình san sẻ cái phước báo đó cho ông bà mình, hoặc là mình san sẻ cái phước báo đó cho con cháu thế hệ nối tiếp của mình. Đó là chị làm tròn một cái bổn phận của một người đã đến trần gian này, đã học hỏi và đã tiến hóa và thấu đáo được cái giá trị của cuộc sống, như thế là đủ rồi. Còn mỗi một năm chúng ta cứ cầu nguyện một lần đi, đó là cái tình thương yêu, đó là cái sự dây thiêng liêng của sự sống của tinh thần. Mình có quyền thương yêu ông bà tổ tiên của mình, thì biết rằng ông bà tổ tiên mình đã đi vào một cảnh giới khác, nhưng mà mình vẫn thể hiện cái phẩm chất đạo đức tình thương đó, nó tốt lắm, không có cái gì sai trái cả. Mà đừng có gọi ông bà về, con ngày hôm nay thí dụ như là ngày hôm nay là ngày giỗ của ông bà, con mời tất cả ông bà có thể về đây chung vui trong cái ngày tưởng nhớ này, thì ông bà nào rảnh thì ông bà về, còn ông bà nào tái kiếp thì ông bà đó không có về nữa đó. Thì chúng ta vẫn gửi cái tình thương yêu đến những cái người thân thương mình, nó quý lắm. Cũng như con cháu, mà thí dụ bây giờ chị còn hiện tại trong cái quả địa cầu hiện thời điểm này, thì sống chúng ta đang sống trong thời điểm này, bây giờ con cháu nó đến, nó nói mẹ ơi bà ơi, hôm nay bà có biết ngày gì không, cái nơi hôm nay là ngày sinh nhật của bà đó, chị có thấy hạnh phúc không? Nó đến nó mang một đóa hoa, nó đến nó mang một miếng ăn nhỏ, hay là nó chỉ đến với một cái tình thương thôi, mà gặp mặt nó cũng vui rồi. Thì con cháu chúng ta nó trả hiếu ông bà, những người lớn tuổi bằng cái sự viếng thăm, bằng những câu nói, bằng những đóa hoa, bằng một cái gì đó, thì chị thấy nó hạnh phúc lắm. Thì cái vấn đề này là chúng ta, con người chúng ta cần phải nói ra cái giá trị đó, và cần phải duy trì cái sự sống hạnh phúc đó, chứ không nên làm cho nó lãng quên đi. Thì cái tình thương yêu của con người, con cái với ông bà, với những người thân thương, nó có sự kháng khích lắm, nó sự dây thiêng liêng lắm. Chúng ta cố gắng chúng ta giữ cái sự thân thiện nó trở lại với nhau, thì nó sẽ tốt đẹp vô cùng.